Chúng ta sẽ cùng nhau đến với các bộ phim mới ra mắt tại các rạp trong tuần. Bộ phim đầu tiên chính là bộ phim thuộc thể loại kinh dị hài của điện ảnh Thái Lan mang tựa đề là Ngôi đền kỳ quái phần thứ 2. Về bộ phim Ngôi đền kỳ quái phần 2 có tựa tiếng Anh là Peanut phần 2, đây là phần kế tiếp nối tiếp phần đầu ra mắt vào năm 2019, đã được thành công khá là tốt ở cả hai thị trường Thái Lan và ở cả Việt Nam. Thì nội dung của phần 2 này vẫn là câu chuyện về ngôi đền đó, khi mà hai nhân vật chính sau khi xuất gia rồi hoàn tục thì phần này họ bị một cái linh hồn từ ngôi đền đó nguyền rủa những kẻ đã xuất gia rồi lại hoàn tục, và họ phải trở quay trở lại xuất gia. Thì tại nơi đây họ đã khám phá ra khá là nhiều cái bí ẩn đằng sau cái người theo dõi mình. Vẫn là một bộ phim Thái Lan rất là đúng kiểu, tức là luôn luôn đặt phần hài hước lên làm đầu và vẫn giữ tinh thần của phần 1, là sự hài hước đó được thể hiện rất là mạnh trong bộ phim, hài hước dạng sổ sàng, dạng đánh thẳng vào mặt khán giả. Thì mình nghĩ là nếu như bạn là người xem phim Thái quen như vậy rồi thì bạn sẽ rất là thích xem cái phim này, tại vì nó là một cái hài nó liên tục. Tuy nhiên phần kịch bản có phần hơi gãy một tí, khi mà đang hài liên tục thì chuyển qua bi một cách rất là liên tục, nó không có một sự gọi là thay đổi về cảm xúc trước khi chuyển qua phần bi của bộ phim. Và vậy chứ hài bi cứ trộn vào nhau và nó làm cho cái cảm xúc của khán giả thật sự phân tâm. Và kịch bản của bộ phim này giống như theo kiểu là không cần thiết, giống như phần 1 làm khá là ăn khách nên thành ra làm tiếp phần 2, và kịch bản được nối dong nối dài ra, đến cuối thì lại mở ra một câu chuyện khác cho phần 3. Thì mình nghĩ là về phương diện xem giải trí thì ok, nhưng mà để là một bộ phim để nhớ và để thưởng thức tuyệt vời ở rạp thì nó không phải là như vậy. Và trên thang điểm 10 thì Phúc cho bộ phim này được 5.5/10, và phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi. Và chúng ta sẽ tiếp tục với bộ phim Đêm sống còn. Về bộ phim Đêm sống còn có tựa tiếng Anh là Survive the Night, thì đây là một bộ phim thriller của Mỹ với sự xuất hiện của một diễn viên gạo cội là Bruce Willis, và một diễn viên cũng được khán giả trẻ yêu mến vào khoảng 15 năm về trước, đó là Jack Michael Murray, từ các bộ phim như là Freaky Friday hay là A Cinderella Story hay là House of Wax. Thì bộ phim này khi mà xem thì là mình có thể đánh giá luôn đây là một phim hành động hạng B, kiểu là B-movie ở bên Mỹ, và trình chiếu ở một số rạp và lên thẳng hệ thống digital luôn. Thì thứ nhất, cái đầu tiên mình đánh giá bộ phim này đó là màu phim là mình rất là mệt. Cái cách chỉnh màu và màu tối, tông vàng làm cho người xem rất là khó chịu. Và ban đầu bộ phim xây dựng một cái tình huống rất là hồi hộp và giật gân, và chúng ta không có nhiều hành động trong đó. Cái kịch bản rất đơn giản nhưng mà lại được kéo dài ra, nhây ra rất là nhiều trường đoạn dài hơi không cần thiết. Phần thoại cũng rất là cũ kỹ, được viết theo kiểu là câu giờ, tức là phải có cái đó để đủ thời gian để nhân vật kia xuất hiện, nên những nhân vật này phải có thoại và tốn rất nhiều thời gian trong bộ phim, làm cho bộ phim á, từ một cái ý tưởng cũng khá là ok, không mới nhưng mà một cái ý tưởng khá là tốt, thì lại trở thành một cái bộ phim mà xem nó có phần dông dài mệt mỏi. Phim này nó không dài, nó chỉ khoảng 90 phút nhưng có cảm giác nó kéo dài khoảng 2 tiếng. Và những nhân vật trong phim thì ngoài hai nhân vật phản diện và hai cha con thì những nhân vật còn lại đưa vào cũng khá là thừa thãi, làm cho cái câu chuyện của nó dông dài ra rất nhiều. Tuy nhiên nếu bạn là fan của Bruce Willis thì mình có thể xem bộ phim này, và đặc biệt bộ phim này còn có sự tham gia diễn xuất của một vận động viên Olympic người Mỹ của môn bóng nước rất là nổi tiếng là Shia Butner. Trên thang điểm 10 thì Phúc cho bộ phim 5.10, và phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi. Và một bộ phim nữa mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị, đó là bộ phim Tiếng vọng từ địa ngục. Phim Tiếng vọng từ địa ngục của đạo diễn Bradley Fowler, Wesley Anley, với các diễn viên Amanda Markowitz, Victoria McCloud, Brandon Stetton, Tree Lindsay và Julia Sander thuộc thể loại hồi hộp kinh dị. Thì bộ phim này có tên gốc là The Voice, xoay quanh câu chuyện kỳ bí xảy ra với Grace khi phải vật lộn với chứng bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng của chị gái, vừa đối mặt với nhiều tình huống kinh dị và quái gở xảy ra trong căn nhà. Khi ranh giới giữa thực tế và giấc mơ bị xóa nhòa, cô phải làm gì khi không còn khả năng phân biệt được thật giả?
thì thời điểm này thật sự là có rất là nhiều bộ phim kinh dị được ra rạp. Tại sao các bạn cứ thấy là những bộ phim này lại ra rạp nhiều như vậy mà nội dung của nó không có nhiều những cái phim mà có một cái nội dung vượt trội hay là cái sự khác biệt so với những cái phim kinh dị trước đó? Là bởi vì thể loại kinh dị này là một thể loại mà Âu Mỹ hay là châu Âu họ sản xuất rất nhiều, một năm có đến có khi là mấy trăm phim là chuyện bình thường. Và kinh phí của những phim này thì tất nhiên là sẽ không cao bằng những phim bom tấn hay những phim hành động hay là những phim mà của các studio lớn. Chưa kể là đây là phim mà gần như là luôn có một nhóm khán giả nhất định, dù là ở nước ngoài hay là ngay cả Việt Nam mình cũng vậy. Cho nên là trong cái thời điểm như là mùa dịch này nè, cái mùa dịch này ngay cả Việt Nam bây giờ thì mình đã gần như là không còn dịch nữa, nhưng ở nước ngoài Hollywood vẫn còn ảnh hưởng rất là nặng nề, thì những cái phim bom tấn không có, cho nên cái việc mà các phim kinh dị như này ra rạp nhiều là một chuyện hiển nhiên và không thể tránh khỏi. Cho nên là những bộ phim như là Tiếng Vọng Từ Địa Ngục này, có thể là bạn sẽ thấy nội dung nó không có gì đặc biệt, nhưng mà nó lại một phần nào đó thì nó cũng đang góp phần vào cho doanh thu của điện ảnh nước nhà, khi mà vẫn có đối tượng khán giả xem nó. Tất nhiên là doanh thu sẽ không cao, nhưng có còn hơn không. Nhưng mà cho bạn nào nếu mà nãy nghe không rõ, thì bộ phim này có sự góp mặt của nữ hoàng phim kinh dị Lindsay, đầu năm nay từng góp mặt trong phim kinh dị Bảy Linh Hồn Dreamcatcher. Thì nếu mà bạn nào thích Lindsay thì có thể xem, bởi vì Lindsay thực sự là một gương mặt rất là gắn bó với dòng phim này, ngay cả từ những phim nhỏ như thế này hay là đến những phim lớn đã thành công như là The Conjuring. Vì yếu tố kinh dị cho nên Tiếng Vọng Từ Địa Ngục hạn chế các khán giả dưới 16 tuổi.